Ui ơi, ui ơi, rồi. Ui, ui. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, nếu mà cô bác theo dõi được thước phim trước thì cũng đã biết rằng là cháu Lực cùng với lại ông đi khảo sát được một cái nguồn nước rồi. Hôm qua thì cháu Lực cũng nghe tin rằng là ông đi xin được cái nguồn nước, cô bác xin để mà về dùng. Và cháu Lực cũng được là khoản hỗ trợ của hai chị người Thúy là mua hai cái quần nhựa là xuống để mà một tí nữa thì mấy anh em sẽ kéo cho hai ông cháu của bác. Hôm nay thì có một người bạn của cháu Lực nữa đồng hành cùng. Đấy, bây giờ thì bạn có thể gửi một lời chào tới các bác ở trên kênh nhé. Chúng em xin chào quý các bác. Đấy, thưa các bác, lai nhựa, ống nhựa xuống ấy, thì là cháu Lực với lại em cameraman thì không có lai được hết, cho nên là được người bạn của cháu Lực đồng hành cùng. Đấy, còn bây giờ thì hai anh em sẽ đi xuống đến nhà của hai ông cháu là phụ giúp cho hai ông cháu để mà kéo nước, là không cho hai ông cháu đi xa để mà xách nước nữa. Đấy, cái nguồn nước của hai ông cháu thì cũng thật sự ra cô bác ạ, trước kia là nước đất đấy là của đất của nhà hai ông cháu. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là nhà người chú của ông ấy thì thấy là ông là hiền lành, thành ra là bắt nạt đấy cô bác, chiếm luôn cả cái mảnh đất, cái nguồn nước ấy luôn. Và bây giờ thì đem bán đi rồi. Đấy, không biết là bao giờ thì mới chuộc lại được. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác theo dõi video và cùng anh em cháu đi kéo nước cho hai ông cháu của bác nhé. Đấy, bây giờ thì bạn đi trước nhá. Đấy. Này thì lấy vác cũng được, lấy lăn cũng được, nhưng mà nếu mà lấy lăn thì nó nhẹ hơn một chút. Cẩn thận nhá, cái đường này ấy. Không. Cái đường này là phải hết sức là cẩn thận, chứ không là rơi xuống kia là cả người cả ống nhựa xuống đấy. Đấy, hôm nay thì Nghiêm thì là xuống nhà hai ông cháu là lần đầu tiên nhỉ. Ôi. Ôi, vừa rồi đi không để ý của bác, thành ra là dép này thì có vẻ như hơi trơn một chút. Ống nhựa thì lăn đi tít xuống cái kia rồi. Đấy, một tí nữa là không bám cái này kịp là cũng đi xuống cái hùm kia rồi. Cẩn thận nhá Nghiêm ơi. Cẩn thận nhá. Lấy cái ống này để đây trước đi. Chắc là mấy anh em mình đi xuống cái này để mà lấy ống này nhá. Thấy bây giờ chắc là bạn lấy cái cuộn này để đây trước nhá. Thấy một tí nữa thì sẽ lên lấy sau. Đi ở đường này lấy cái cuộn kia đó. Ui, không biết là ống nhựa có bị vớ gì không nữa. Chắc là đi xuống đường này đi. Đây, xuống nhà của hai ông cháu thì nếu mà làm nhà đây các bác, vận chuyển vật liệu thì cũng rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Ui dồi. Vừa rồi lăn một phát là bật từ qua đây luôn này các bác này. Ôi, vừa rồi ống nhựa nó bật từ đây đi luôn á nhở. Từ trên này xuống thì rất là cao này cô bác này. Không biết là ông ở đâu đấy. Ông thì vừa rồi cháu Lực nhìn thấy là ông ở kia rồi. Ôi, vừa rồi không bảo ông là đi qua bên kia để lấy cái dễ ơi. Bây giờ thay bục tay còn mà dê. Ông ông đi xuống lấy cái cuộn cái xuống đấy nhá. Rồi, tí nữa thì là cả người là đổ xuống cùng rồi. Đấy. Bật
đúng hai chỗ là bay tận xuống cái cánh đồng ruộng kia thôi. Còn chắc là bị cây lúa nó còn bị đổ một chút thôi. Cái này thì là phải qua tận bên này rồi. Quần này qua tận bên này thì mình xuống rồi. Đây, ông ấy đang đi xuống để mà lấy cái cuộn kia rồi cô bác. Vừa rồi thì không may là cháu Lực bị trượt chân đấy. Thế là lăn một phát là từ trên kia xuống luôn. Có bị hỏng lúa nhiều không ơi? Có bị hỏng lúa nhiều không? Có bị hỏng lúa người ta nhiều không ấy? À, ông nhấc ra rồi. Thế bây giờ thì đi nhặt cái ống kia nghe, bạn đi nhặt cái ống kia nhá. Đi xem là cái ruộng nhà người ta hỏng nhiều không. Nếu mà ruộng hỏng nhiều thì một tí sẽ bảo với lại cô chú mà có ruộng ở đây được không bác? Hồng nhiều không ông? Từ một phát từ trên kia xuống này có bác này. Từ trên kia xuống là đến cái thửa ruộng này luôn. Ông này đang giúp bà cháu Lực sửa lại một chút thôi. Biết là đi xem là nó hỏng nhiều không đó các bác. Có bị hỏng nhiều không ông ơi? Hỏng ít thôi à? Bật một cái là từ trên cái thửa cái xuống các bác ạ. Xong rồi đến ra đến tận đây luôn. Vâng. Ui, cái này thì có vẻ như là bị hỏng mất rồi ông ạ, đây này. Hỏng mất 2 cây rồi, 3 cây rồi. Cái này thì chắc là một tí nó bảo lại với lại bác mà có ruộng ở đây thôi. Đây, ông mà ở dưới này nữa là trúng người là còn bay luôn người đấy. Bạn nhặt được cái kia chưa? Nhặt được rồi à? Có mỗi cái này là được không? Có mỗi cái ống ấy thôi. Ống đấy để một tí nữa mình làm cái cốt ra để mà nối đấy. Đã nghe ra là hôm nay là cháu mua cả cái thùng nhựa ông ạ. Vâng. Nhưng mà ở trên kia là không có. Vâng, ngày trước mới có. Vâng, thế nên để ngày trước thì cháu lại like xuống cho ông nhá. Vâng. Cháu có cái vòi khóa mà, cháu có cái vòi khóa mà. Mình khóa cái là nó tràn ở đây luôn. Không biết là ống nhựa là có bị vỡ gì không nữa. Chắc là không có bị vỡ gì cả. Kéo từ chỗ nào đi đi ông? Chú. Nhưng mà bây giờ là hai ông cháu mình phải là dùng cái máng. Cái máng để ra đến cái chỗ bên kia kìa ông ạ. Ngắn. Nhưng mà có tầm 2 cái máng không? Có một cái thôi à? Vâng. Vâng. Xem có vớ không ông? Nếu mà chỗ nào vớ thì một chắc một tí lấy cắt ra lại xong rồi lấy nối luôn không ạ? Đây, hôm qua thì cũng đã xin được cái nguồn nước ở phía bên này này cô bác này. Để cho nguồn nước này thì là nguồn nước sạch luôn đấy cô bác. Chảy quanh năm luôn.
Nó bán á? Ông bảo bán bao tiền không? 500. À. Thế là nhà là bao giờ thì ông ấy ra ông nhỉ? Bao giờ ông ấy ra? Ông là con ở đây mà, nó bảo con ở đây. À. Chuyện ơi. Chuyện nào? Thấy yếu không? Đây là con dâu quốc nó mà. À là con dâu cả. Vâng, dâu cả nó mà. Vâng. Nhưng mà nếu mà bán thì để lên sâu cho xuống làm mà giấy mua bán đàng hoàng thì mới mua được không ạ? Mà hỏi nó xem thì nó mới kêu làm. Vâng. Mình lấy mái mà. Vâng. Nhưng mà cái nguồn nước này có ra mãi không không? Tháng 10 đi thì nó ra ít hơn. Ra ít hơn à? Nhưng mà đủ uống thì à. Mình hướng là mãi mãi. Vâng. Đây, bây giờ thì xin phép các bác là sắn, anh em sẽ phải là sắn tay áo lên. Bỏ cái túi ra nó cho bạn, cho em quay phim em ấy cầm. Là cùng ông để mà kéo nước đấy. Nước vào trong phải không? Ờ. Vâng. Thế bây giờ là... Dạ, máng này ngắn à? Thế nhưng mà kéo từ chỗ dưới đi ông nhỉ? Vâng. Kéo cái đây. Vâng. Kéo từ bên này chéo sang cái mái nhà ông ấy. Vâng. Thấy ông kể cái nguồn nước này bán à chị? Hả? Thấy ông kể bảo là cái nguồn nước này để bán à? Đúng rồi, chị lại bán mà. À, đây là nguồn của nhà chị à? Đúng rồi. Vâng. À, đây là đất của chị đúng không? Vâng, thế thì nếu mà vâng. Đó, nhưng mà nếu mà chị bán thì để đất sau em xuống thì làm giấy tờ ông mua chỗ nước này cho ông chị nhá. Vâng. À. Nước thì trước người ta về giả cho chị 1 triệu nhưng mà chị không bán. Chị không bán à? Ừ. Vâng, thế thì chữ này chị vừa gọi là vừa giúp cho Mạnh với lại ông nữa. Cái nguồn nước này là nó có quanh năm luôn là gì? Nguồn nước này là có quanh năm à? Ừ. Thế thì để lần sau xuống thì em làm giấy tờ mua bán cái chỗ đất này chị nhá. Vâng. Dạ. Mà dù là biết là chị vẫn là quý hai con cháu rồi nhưng mà trong cái quá trình mà bán buôn cái gì ấy, thì chị em mình làm giấy tờ một chút đấy. Vâng. À. Hôm qua là ông ấy hỏi chị à? Hôm qua ông bảo lấy nước đây bảo thế. Vâng. Thế thì để em kéo về trước, xong ngày mai em xuống em gửi tiền chị nhá. Vâng. Này thì bây giờ là thoải mái dùng của chị bây giờ ấy, chỗ này ấy. Cái mùa này là đang là mùa ấy, như là ông bảo là con nước nhiều hay sao ấy. Vâng. Đây, cái này thì là phải xay thêm một chút của bác ạ. Để lần sau xuống thì phải xay một chút đó. Ông ấy đang ra bên kia chặt ra một chút để cây để mà làm cây trống. Bún chỗ. Chút tiêu nướn. Ờ. Nước bia rau mì ở đâu? Ờ. Ờ nào. Ờ nào. Cái ruộng nhà chị thì cũng có rất là nhiều nguồn nước các bác ạ. Nó có cái trường áo thì lộ phải rất là khứ phúc phu bây. Theo như chị nói rằng là nếu mà sau này mà cái nguồn này mà nó không có nhiều ấy thì là sẽ đi kéo chỗ khác nữa. Đấy, bây giờ thì sẽ để mà làm như thế này đó, kéo nước về tới nhà đó các bác. Thế ông vác ống nhựa đi nhá. Ông quét qua này để cho nó đỡ. À, vác bên kia nó kéo. Vác từ bên kia kéo về ông ạ.
Thế này là tí làm một cái làm ông có dây không? Này chắc tí làm như này để xuống ông nhỉ? Vâng. Đấy, làm như này. Cắt một cái. Cắt vào này. Ông ơi cho cháu mượn dao một tí đã. Chỗ ông này bé tí nhỉ. Đây ông cháu mượn dao đi. Đấy, bây giờ thì Nghiêm cùng ông đi ra bên kia để kéo ống nhựa về nhá. Em chắc để hết ra bên kia được không? Tí quên đấy. Đi ra để ra ngoài đường. Thì đi chặt cây trước ông nhỉ? Chặt độ tầm là 3 phút á. Kéo từ đầu nhà bên kia ra không ạ? Thì cứ tháo nhựa từ kia ra không ạ? Thì kéo kéo ở đây. Bây giờ đi xem cây để chặt đâu. Chú cây này thì chặt được không ông ơi? Cây được à? Ông thả cái quần nhựa xuống đây đi ông ơi. Thả quần nhựa xuống đây xong tí kéo từ kia ra. Ông thả cái ống nhựa xuống đây. Đây, ông thả xuống đi. Ui, dao bay đồ. Ui, con dao này biết tuột đấy, tí là phải cẩn thận đấy ông nhá. Dao này thì là con dao mà để ông chuyên đi cắt cỏ bác. Ơi, ở đây có một tổ chim này. Đây này không? Chim non. Đây có bao này, đây có một tổ chim này, nhưng mà tổ chim này là, ui, có chim non đấy, có 2-3 con, tổ chim này mà nếu mà mạnh mà nhìn thấy là chắc là nên là rình liên tục đấy, tại vì là trẻ con, trẻ con là rất là thích chim. Đây ông, bây giờ ông xem đi chặt cây đi ông ơi, ông xem đi, cái nào không? Con này à? Vâng, cái này là ông phải vuốt cái đầu nó nhọn vào. Đấy, một tí dùng hết cái cuộn này thì sẽ lại lên trên để mà thả cái cuộn kia xuống nữa. Kéo từ đây đi thôi. Đấy có vẻ như là Nghiêm thì cao quá. Tí nó điên thì cục. Chứ vâng. Cháu mua cả cái khóa về mà. Cái khóa này này. Đấy cái khóa này một tí nó mà lúc nào mà ông dùng ấy thì là ông khóa nó vào. Cháu mình xem tí em đi. Có sử dụng này thôi mình thả sử dụng này luôn chứ không khó được. Vâng. Đức một chi nhiều. Vâng. Đấy thì cứ kéo ra đến tận đây ông nhá. Tao cũng đưa nhỉ. Cắt. Vâng. Bây giờ chắc là phải đi đường trên đấy ông nhỉ? Vâng. Đi đường trên này. Đường trên này. Kéo đây đi. Vậy ống nhựa thì lăn từ cao xuống thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng đến gì cả các bác ạ. Hôm nay thì là em mạnh là em mới đi học rồi. Buổi chiều. Hôm nay học một buổi đấy à?
nước riêng. Thế là tí đến chiều là Mạnh nghỉ đúng không? Không biết chiều chưa. Có đến trưa, đến trưa à? Vâng. À. Chắc là hôm nay là các cô giáo là đi đâu các bác, được học một buổi. Thế bảo là đưa học sinh đi trên xã thi. À. Đây. Bây giờ thì cứ thả kéo đi thôi. Từ đó nha. Ngoài đấy. Còn nước đây vừa rồi. Bây giờ thì ông đi theo đường này đâu ạ? Đi sang kia một tí là chéo ra đến kia xong là đến cái chỗ nào mà nó có cần cây chóng ấy thì là mình chóng luôn. Đâu, một cây rồi à? Bạn đây. Ở bên kia có một cây nữa. Cây là hai cây. Thôi ông cứ đi theo đường này nhá, cháu ở đây thả cho. Thôi kéo nhựa đi kéo nước các bác thì công việc nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi đấy, nhưng mà phải đông người thì mỗi người làm một việc thì mới hiệu quả được. Bây giờ thì nó còn hơi xoay xoáy một chút. Một tí là tìm cái cây đóng ở thành bờ ruộng rồi. Thế ông thì đang làm cái phần đầu cái đầu nguồn của nó thôi cô bác ạ. Bây giờ thì cháu được sẽ đi vuốt cây để mà một tí nữa đóng vào khe xuống này đi, men theo cái này. Lại đến mùa người ta làm ruộng ấy thì là mình sẽ kéo cái ống nhựa thu ra phía bên này để mà cất. Con dao to cũng cầm ở đây không? Để dưới à? Vâng. Hay bây giờ thì sẽ không có để vào cái cột nó các bác. Tại vì để vào cột thì sau này khi mà các cô mà làm ruộng thì lại tháo ra. Cho nên là bằng cách là men theo cái bờ ruộng này đi này. Chắc là phải lấy tầm 4-5 cột nữa anh em ạ, bạn ạ. Vâng, không bây giờ lấy làm nó thôi không ạ. Đây vừa rồi thì làm là trong quá trình làm các bác. Thì không may là ống nhựa nó bị rơi rồi nhá, là lúa của các cô là bị đổ một chút rồi. Bây giờ nước đi đấy không nhỉ? Đây là bãi bên này này. Ông chỉnh lại cái kia đi ông. Đấy. Đấy.
Thế này thì một tí nữa mình kiếm cái dây gì buộc vào ông ạ. Ông kéo cái ống nhựa lại đi nhá. Hay có được cái nguồn nước cho riêng hai ông cháu thì hai ông cháu không phải là đi ra bên kia để ăn trộm nước đâu các bác ạ. Nguồn nước này thì vừa rồi thì cô có nói rằng là 500.000 các bác ạ. Thì cháu Lực sẽ hẹn cô là ngày mai cháu Lực xuống thì sẽ làm giấy tờ mà mua bán một chút là cái chỗ đất ở đây. Đấy, tuy nhiên thì là vẫn sẽ có sự thay đổi về cái nguồn nước. Nếu mà cảm thấy là trong quá trình mà sử dụng, hàng cháu sử dụng ấy, cái nguồn này mà ít hơn, ở trên kia có một nguồn thì nguồn kia to hơn thì sẽ lấy nguồn kia. Đấy, nhưng mà lại phải thay đổi ống nhựa liên tục một chút. Đấy, nhưng mà chỗ nào có nước thì mình chỉ cần có nước nhiều hơn là mình chỉ cần kéo ống nhựa đi thôi. Đấy, hôm nay thì cũng rất là cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy đã gửi tiền cho Lực để mà mua ống nhựa cho ông. Đấy, tuy nhiên ở đây thì ngày mai cháu Lực khi nào mà đến chợ phiên các bác thì cháu Lực sẽ mua thêm là cái thùng nữa nhá các bác nhá. Đấy, tách thì chi phí nó đắt hơn các bác ạ, tách thì nó rơi vào tầm vài triệu một gái cơ. Đấy, nước đi nó nặng rồi đấy. Đấy, bây giờ thì tha hồ với ông nhỉ, không phải đi đâu để kéo nữa. Ông ấy đang thu lại một chút đoạn là vừa rồi nó bị gập đấy các bác ạ. Ra bên này tí được không? Thì nó đỡ phải trùng ấy. Nằm một quán đây nhỉ? Hút đấy. Từ đấy luôn à? Từ luôn đi. Vậy ông ấy đang vừa đi vừa sửa lại một chút. Vậy vừa rồi thì lúc mà ở đầu video của bác Lực đi từ trên kia xuống đấy, không may là bị trượt chân. Thế là một phát là thả cái ống nhựa, một phát là ra đến tất cái thửa ruộng bên này luôn. Hả? Ông sửa bên kia nè. Chỗ này chắc có một cột được không? Chắc thôi nhỉ. Hả? Thôi nhỉ, đi, đi được rồi. Vậy như này thì cũng gọn rồi các bác, đi theo cái tả ly ấy. Đấy, bây giờ thì đi xuống đi xem nước nôi đó. Đấy, bây giờ thì chắc là lấy dép đi hết anh em ạ. Dép của mình nhé. Đi qua đường này à? Tí mình đi xuống dưới luôn. Đường này thì vừa rồi mình kéo ống nhựa thôi. Còn trên này thì tí nữa thì buộc lên trên cái cây sao mộc này các bác ơi, để cho nó cao hơn một chút, không là cháu đi là cháu nó sẽ đụng chúng ấy. Cái này chắc là men theo cái máy pro này nhỉ. Được đấy. Tôi xoáy một tí để cho nó không xấu. Rồi được đấy bạn ơi. Đây, nước đến đây rồi mà. Nước đến rồi. Hãy ống nhựa thì vẫn còn dư khá là nhiều.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Về thưa cô bác, bây giờ thì nước về tới nhà rồi. Cái này thì là phải cắt ra một tí này, xong thì mới lấy được đấu được cái này. Cái này thì là để ngày mai cho xuống thì mua cho ông một cái thùng nhựa để đây ông nhá. Đấy, nước sạch về tới nhà thì có vui không ông? Đấy, cái này thì sẽ là để cái vòi để cho ông khóa. Đấy, góc kia tuột rồi má, nước không thấy về nữa rồi. Chưa. Thảm nó dốc nó xuống. Vặn đi. Đấy, cho rửa tay một cái nào. Đi vào trong ruộng thì ơi nước kia tuột đấy mấy không? Hả? À, không tuột đâu mày, không tuột đâu. Nó bị dốc rồi. Đấy, bây giờ thì chưa có ống chưa có cái thùng nhựa của bác thì sẽ ông tận dụng lại để mà từ từ sửa chân đấy. Ông sẽ tận dụng lại để vào trong ruộng. Thế ông ra rửa chân rửa tay đâu? Ông ra thử dùng cái nguồn nước mới của mình xem nào. Đây, ống nhựa thì cái này thì vẫn còn dư cô bác. Sau này mà ông mà muốn nối đi sang bên xa hơn thì có thể là tiếp tục là dùng nối được một tí ấy. Mấy anh em sẽ buộc gọn vào. Cái này thì lúc nào mà ông muốn nối đi ra thửa bên dưới đấy thì là ông chỉ cần nối ở đây ông nhá. Mở đây này, mở đây này. Theo thử xem nước mắt. Tắm ở đây thì cũng được đấy ông ạ, bây giờ ấy. Tắm ở đây nhưng mà bây giờ là phải làm một cái nhà tắm tạm ở đây đó. Cái này thì ông ạ, ông đi kiếm thêm một chút đá nhá. Cái lót lên này. Đấy, về lót thì là để hôm nào cho xuống thì cháu làm nhà vệ sinh cho ông ở đây. Cho hai ông cháu làm nhà tắm. Khóa. Đấy. Cái này không cần khóa đâu. Để vào trong ruộng luôn. Đấy, ông kéo tận đây. Ông ấy lấy một cái cây không ạ? Ông ấy lấy một cái cây để đây này không? Ông đi chặt thêm một hai cái cây nữa để vào buộc đây này. Ông chặt cái cây để mà đóng vào đây này ông nhé. Đấy, đóng vào cái cột này này. Đấy, đóng từ đây đi này. Đấy, nước thì rất là mạnh này, bác nước ấy. Ui. Nước này như kiểu là có máy phun tăng áp đấy nhở, nghiêm nhở. Vườn dâu thì làm ở dưới, ở đây là nó gần ruộng đó. Bạn là thu lại cái ống nhựa này hộ tôi nhé. Đó, ông đóng cái kia không? Đấy, đóng từ kia ra. Đấy, đóng trước mặt ông một cột rồi.
Còn cột nào nữa không? Ra đây để đóng ở đây thêm một cột nữa không? Đấy, nghĩa mày để đây cũng được bạn này. Nó còn hơn 100 mét à? Đến đâu chắc tầm 30 mét thôi. 30 mét là đến nhờ. Thì ông ấy đi sửa lại cái chỗ đầu nguồn nó một chút ông nhé. Để cho nó không có bị lọt nước xuống thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Và ông cứ buộc này. Cái thứ không cần bắn máng nước kia gì à? Cái này không cần bắn máng phải không? Nó đủ đấy. Nhưng mà cái nước này là lúc mà hai ông cháu dùng trong sinh hoạt đấy là dư ra là để vào ruộng thôi ông nhá. Chứ không phải là nước này kéo kéo nước bẩn về đâu cô bác nhá, kéo nước sạch ấy. Đấy, kéo nước về đến nhà của hai ông cháu rồi, rất là tuyệt vời rồi cô bác. Đấy, còn là cái phần mà còn dư các bác thì sẽ để lại để cho ông để đây lúc đến lúc nào mà cái nguồn nước bên kia mà nó kéo nó mà nó ít ấy, thì đi kéo nguồn bên trên xuống. Đây vừa rồi thì cũng được là chị có nói là về cái giá cũng như là muốn bán cái nguồn nước đấy rồi. Thì để là để hôm sau cháu xuống thì cháu sẽ mua đứt luôn cái nguồn đấy. Đấy cháu sẽ xin các bác ở trên kênh. Có thể là nếu mà được bác nào giúp đỡ thì cũng rất là tuyệt vời. Nếu mà không có được bác nào giúp đỡ thì cháu được xin phép là trích cái tiền quý của hai ông cháu ra để mua. Đằng nào thì nó cũng là mục đích là sử dụng cho hai ông cháu. Cái nguồn nước này thì nó không phải là mua ngày một ngày hai cả cô bác ạ. Mà mua đến cả đời sau nữa. Đời của ông, xong rồi đến sau này đời của Mạnh nữa. Có thể là thậm chí là thêm độ tầm 2-3 đời nữa cô bác. Gọi là như mình mua thì nó là đó là của mình rồi. Đấy, người ta bán nguồn nước thì một cái giá cả thì cũng nó cũng rất là rẻ các bác ạ. Cái nguồn đấy tại vì là thứ nhất là người ta cũng chỉ dùng cái mục đích là để vào trong ruộng thôi. Trong ruộng thì nó có cái nước suối từ bên kia sang thì nó rất là nhiều rồi. Đấy, còn là về cái phần khoản mua ống nhựa này thì sẽ được là hai chị Nguyệt Thúy là gửi thì mà mua cho ông nhá. Vâng. Đấy. Thế hôm nay thì Mạnh lại đi học rồi ông. Vâng. Hay phải nói là trong thời gian qua thì hoàn cảnh của hai ông cháu thì có rất là có duyên với lại hai chị Nguyệt Thúy. Đấy, hôm nay thì cháu đi xuống ấy, thì một mình thì cháu một mình hai ông cháu mình làm thì nó sẽ cảm giác như là nó sẽ lâu hơn. Cho nên là cháu gọi một cái người bạn của cháu là xuống là đồng hành cùng. Đấy. Ông có lời nào mà muốn nhắn nhủ gửi là lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy không? Đã gửi tiền cho ông để mà mua ống nhựa không? Vâng. Tôi có được xin cảm ơn các chị Nhật Thí mua ống nước. Tôi chú được là dẫn nước về đến tận nhà rồi. Tôi cũng thích. Tôi là xin cảm ơn các chị Nhật Thí, các bác, các chị nữa. Tôi xin cảm ơn các chị, các bác. Ở đây là chị Nguyệt Thúy là gồm là hai người ông nhá. Vâng. Thế ông có thể là gửi một lời chúc sức khỏe tới hai chị với lại tất cả các bác. Vâng. Tôi chúc sức khỏe các chị các bác mình khề nhá. Về mình khề. Tôi xin chào. Đấy, khi mà ông nói chuyện thì ông nhìn vào cái bên kia nhá. Đấy, tại vì là cái kia là cái cam thì là tôi không quen máy. Chưa quen máy ông nhỉ. Thế thì để cháu chỉ cho ông thì lần sau ông mà biết nhá. Vâng. Tại vì là nếu mà ông nói chuyện như này ông cứ nhìn ra kia thì cảm giác như là khi mà mình xem ấy thì nó sẽ cảm giác là nó sẽ không có được cũng như là cái cách của mình nói chuyện nó không được thoải mái đấy. Cho nên là cháu có ghi hình thì làm sao mà có cái gì thì cháu ghi hình đấy và ông có cái điều gì thì ông nói thì đấy thôi. Đấy. Có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. À. Một lần nữa thì cháu Lực cũng xin được là gửi một lời cảm ơn và một lời chúc tới hai chị Nguyệt Thúy, chúc hai chị dồi dào sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực ở trên kênh Bạn Em để đi giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh mà để giúp đỡ được những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ. Cũng rất là mong trong thời gian tới sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ
của các ông các bà thật là trợ duyên giúp đỡ tới cho hai ông cháu để cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà khang trang và ngôi nhà đẹp đẽ để ở cô bác ạ. Hiện tại thì cháu Lực cũng đang cùng với lại ông đi tìm và đi tham khảo thêm những cái mảnh đất khác ấy, nhưng mà tuy nhiên thì là hiện tại đất ở trên kia trần phía trên đường quốc lộ của bác thì là người ta không có muốn bán, còn là những cái chỗ bán ấy thì là gần xá quá rồi, gần xá thì người ta bán nó rất là đắt ấy, gọi là một ô đất mà một lô đất là mấy trăm triệu thì là không thể mà mua được các bác ạ. Khi mà hiện tại thì cái tiền quý của cháu Lực cũng chỉ rơi vào tầm là 100 thôi. Nếu mà có mảnh nào mà gọi là tầm độ 50 đến 3-40 thì là có thể là mua được. Đấy, mua xong thì mình còn phải là làm kè này, mình còn phải là san lớp mặt bằng nữa ông ạ. Đấy, mua xong thì còn phải là xem là kinh phí nó còn là đủ làm nhà nữa không. Còn là nếu mà như hiện tại thì là tiền đủ làm nhà đấy các bác. Tiền làm nhà đấy thì chắc chắn là sẽ làm lên một cái khung cho hai ông cháu để ở rồi. Đấy, tuy nhiên là sẽ một với lại số tiền 100 triệu thì chắc chắn là không thể mà nào mà hoàn thiện hoàn chỉnh một cái ngôi nhà cho hai ông cháu. Thì bây giờ thì cái phần kinh phí thời gian nữa cháu được đi tham khảo thêm là có đất không. Nếu mà không có đất thì xem là cái kinh phí của hai ông cháu có như thế nào thì cháu được sẽ tiến hành vào và làm nhà cho hai ông cháu như thế các bác. Cũng rất là mong khi mà cháu được làm tiến hành vào làm ấy, có những cái gì mà sai sót thì rất là mong các bác sẽ chỉ dạy cháu được nhiều hơn. Đấy, còn hiện tại cái thước phim bây giờ thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nha ông nhé. Vâng. Xin chào các chị, các bác. Chị Thí. Xin chào nha. Đấy, ông thì vừa nói chuyện và cầm một con dao này trong cảm giác như là là rất là giang hồ các bác. Đấy, vừa rồi thì đang chặt cây đấy các bác, là chưa kịp thả. Đấy, trong lúc mà quay video thì là chắc chắn là sẽ có những video thì có những câu chuyện mà buồn, và những video thì nó sẽ có những câu chuyện vui các bác. Thì làm sao mà chia sẻ được cái cuộc sống của những hoàn cảnh đấy lên, tạo cho những hoàn cảnh đấy một cái cuộc sống mới đi, không còn ở một cái cuộc sống cũ nữa. Thế còn bây giờ thì xin chào các bác nhé. Thank you.